ngủ ngon tí lời. Ừ, ngủ ngon tí đô, ngủ ngon tí dụng về. Ngủ ngon nha tí lời, chúc ngủ ngon nha tí đẹo. Mình ghét chúc ngủ ngon tí cô nương. Chúc ngủ ngon tí quẹo, ngủ ngon tí cận. Chúc tí cô nương ngủ ngon. Và hãy nhớ rằng ngủ sớm thì phải dậy sớm đó nha các sĩ Trâm. Chúc ngủ ngon. À, chúc ngủ ngon. Hay quá. Các sĩ Trâm đều chìm vào giấc ngủ. Và cuối cùng thì mình đã có thời gian để sĩ Trâm cho kế hoạch lớn của mình rồi. Đó là trang trí ngôi làng và biến nó trở thành nơi hạnh phúc nhất trên thế giới. Đâm đi 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 đâm la 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 la. Tí vua ơi. Cái gì vậy? Gì vậy? Tất cả các sĩ Trâm hãy dậy đi. Có chuyện gì quan trọng hay sao vậy tí cô nương? Còn có cái này cho các sĩ Trâm coi nè. Nè tí cô nương, tốt nhất thì nó nên là chuyện nó tốt. Nó còn hơn cả tốt nữa, nó thật sự rất là xì trâm đó. Thấy chưa, mình đã quyết định trang trí ngôi làng xì trâm và biến nó trở thành nơi hạnh phúc nhất trên thế giới này. Đẹp quá, sao đẹp luôn. Mùi cũng thiệt là thơm. Ngài có thích nó không tí vua? Tí cô nương tất nhiên là ta âm thanh gì vậy? Ok. Thằng ba luôn á. Thằng Trâm luôn kìa. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Nhanh lên. Đi chỗ khác chơi đi. Con ông đáng ghét này. Đi chỗ khác đây. Nhanh lên. Tí lì lũ hồng kia. Các người đừng phá hỏng mọi thứ. Tí vua ơi, ngài có thể ngăn chúng lại không? Nghe ta nói đầy tí cồn đường. Chúng chỉ xị trung theo bản năng của loài ông mà thôi. Nhưng chúng ta còn phải chặt củi. Và những bức tranh để vẽ nữa. Còn với nguyên liệu để làm bánh. Đúng vậy. Con thực sự mong muốn hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc. Nhưng con đã khiến cho tất cả sĩ Trâm khổ sở. Con sẽ không bao giờ thử những gì mới mẻ nữa. Chỉ gây rắc rối mà thôi. Cậu nghĩ như vậy là đúng đó tí cô nương. Mình luôn luôn nói phải luôn luôn cố gắng và làm theo những điều tốt. An toàn còn hơn là phải hối tiếc. Theo quan điểm của vô lý quá tí cận. Chỉ bởi vì ý tưởng của tí cô nương không sĩ Trâm ra như kế hoạch, không có nghĩa là cô bé đã sai khi sĩ Trâm thử những điều mới. À, các con vẫn còn sĩ Trâm chuyện tương tự đã xảy ra với tí mộng mơ trước đây chứ. Vào lúc đó tí mộng mơ đã chuẩn bị một cuộc thám hiểm, nhưng mọi việc lại không sĩ Trâm ra theo như kế hoạch. Ồ, con vẫn còn nhớ. Đúng rồi. Tụi con rất thích câu chuyện đó. Ngài hãy kể lại một lần nữa đây. Phải đó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? À, chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước. Trước khi con tới đây. Nè, đám mây đó nhìn rất giống cây sồi. Dạ, đám mây kia nhìn giống hệt miếng bánh thơm ngon vậy đó. Còn đám mây bên kia lại tương tự. Một xì châm hết sức đẹp trai. Người mà vẫn còn đang vô danh. Dạ, đám mây rất giống một chiếc thuyền bơm. Ước gì mình trở thành một thuyền trưởng. Dừng lại đi các thủy thủ chậm chạp kia. Cập cảng nào. Quán hô thuyền trưởng đi. Nè các sĩ Trâm, sao các cậu lại nằm như vậy chứ? Các cậu không muốn đi thuyền trên đại dương sao? Cứ bình tĩnh đi. Chúng ta có thể trở thành anh hùng. Chúng ta sẽ đi thám hiểm những nơi mà chưa sĩ Trâm nào đã sĩ Trâm ra được. Để làm gì chứ? Mình có tất cả mọi thứ mình sĩ Trâm rồi. Mình cũng vậy. Ai lại muốn sĩ Trâm tất cả rắc rối đó kia chứ? Cứ thoải mái đi. Đúng rồi. Nhưng tí điệu à, biết đâu cậu sẽ tìm được nước xịt muối để đánh màu lên má thì sao? Thiệt hả? Và tí tham ăn, cậu có thể khám phá ra những loại thức ăn mới lạ. Ờ, có thể được hả? Tí lười à, mỗi buổi tối sẽ có những con sóng ru cậu vào giấc ngủ ngon lành. Thật sao? Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa? Đúng vậy. Nhổ theo thôi, các tiền cắp đi. Bao lại để đi. Bao lại đi. Lướt sông nào, lướt sông nào, lướt qua cả biên giới. Chúc mừng con nhà tí mộng mơ. Trong cuộc đời của ta, đây chính là con thuyền xì trâm nhất mà ta đã từng xì trâm thấy. Cảm ơn ngài tí vua. Tí tham ăn, làm ơn đưa cho mình chai rượu để chúc mừng nào. Nè, nó hết sạch rồi.
cũng xin lỗi. Tại mọi người cứ nói về nước biển hoài cho nên mình thấy hơi khác. À, không sao đâu. Bây giờ ta sẽ là người xì chung lễ ăn mừng cho các tí thủy thủ. Quang hô thủy thủ Tây Hồ. Quang hô thủy thủ Tây Hồ. Chúc các con có một chuyến đi thật là xì chung. Nhưng nhớ xì chung về khi mặt trời xì chung đó. Những xì chung khởi dạy đó sẽ không bao giờ dụ dỗ được tí cận này lên thuyền đâu. Ta thật sự rất là ngưỡng mộ tinh thần thám hiểm của các sĩ trâm. Dạ, đó cũng là những gì mà con đang nghĩ đó thưa tí vua. Không ngờ là con với ngài lại có suy nghĩ giống nhau tới vậy á. Giá mà con có thể đi cùng với họ. Nhưng sĩ trâm ơi, những công chuyện thường ngày quá nhiều giữ chân con lại rồi. Đó là lý do tại sao mà người luôn sử dụng trí óc như con và những... Tháo cây! Chà, chào mừng cậu lên thuyền tí cận. Mình rất vui khi thấy cậu. Giờ thì cậu sẽ được ghi tên trong lịch sử của xì trâm. Đừng có nói ghi tên nữa, mình không thích ghi tên đâu. Vô hồ hồ cho xì trâm lên thuyền về đại dương xanh biếc. Vô hồ hồ cho xì trâm lên thuyền lướt thật nhanh ngoài khơi. Dương xanh thẳm kìa, nó xì trâm giống hệt như mình đã hứa. Nhưng mà mình chưa ngủ được miếng nào hết trơn á. Nhà mình cũng vậy, không có cái gì bỏ vô bụng. À, đói quá. Màu sắc duy nhất mà chuyến đi này đánh lên mặt mình chính là màu xanh. Mạnh mẽ lên nào những người bạn xì trâm. Cuộc thám hiểm nào cũng có lúc thăng lúc trầm mà. Mình ghét thăng trầm. Hạ neo thôi, hạ neo thôi. Một hòn đảo tuyệt đẹp đang ở trước mặt chúng ta. Ba lần quang hô cho thuyền trưởng tí mộng mơ của chúng ta. Quang hô! Nó nhỏ hơn một chút so với mình tưởng. Nhưng lịch sử không đợi chờ một ai hết. Một bước nhỏ cho xì trâm nữa thôi. Một bước nhảy vọt cho xì trâm chúng ta. Hơi cứng chút xíu. Mà là đảo hả tí mộng mơ? Phải đó, đó mà là đảo sao? Thì xì trâm nào cũng có thể mắc sai lầm mà. Dạ, sai lầm của tụi mình là xì trâm theo cậu đó. Đúng vậy. Xì trâm cậu thì có. Bây giờ chúng ta sẽ quay về nhà. Không, chúng ta không thể bỏ cuộc được. Cậu không muốn làm người hùng sao? Không. Các cậu không muốn xì trâm tới nơi mà chưa xì trâm lần nào sao? Không. Nhìn coi, cậu đã làm cái gì kìa. Chết chắc rồi, chúng ta sẽ không bao giờ được quay trở về nhà nữa. Chết rồi. Tha hào. Bây giờ thì chúng ta xì trâm tiêu tùng rồi. Hãy nhìn theo hướng này, còn gì có thể tồi tệ hơn được chứ. Một câu hỏi thiệt xì trâm đó. Hãy đi mà tự xì trâm câu hỏi của mình đi. À, cái gì vậy? Ở đằng kia kìa. Nhìn nó giống như là một vùng đất vậy. Vùng đất sao? Ngài tí vua vẫn luôn nói rằng chúng ta cần một nơi trú ngụ trong cơn bão. Vậy thì nhanh lên đi chứ còn chờ gì nữa. Các cậu thấy chưa? Mọi gì cũng không tồi tệ lắm đâu. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn chúng ta nghĩ đó. Nè, tí mộng mơ, ít ra thì cậu vẫn còn giữ một lời hứa. Tụi mình đã thật sự xì trâm tới một nơi mà chưa xì trâm nào đã xì trâm trước đây. Giờ thì hãy cùng nhau thoát khỏi nơi khủng khiếp này đi. Cơ hội tới rồi kìa. Đi thôi nào, chèo đi các xì trâm. Chèo, 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 chèo. Tìm ra cách giữ cho miệng cá voi mở ra lâu hơn một chút thì tốt biết mà. Có cách đó, chúng ta phải tìm cách tách con thuyền ra thì mới làm được chứ. Được rồi, làm đi. Em xin lỗi tí mộng mơ, nhưng đây là cách duy nhất để cứu chúng ta. Vậy thì chúng ta còn xì trông gì nữa? Chính là nó đã tí mộng mơ, hy vọng nó sẽ có ích. Được rồi mọi người, hãy xì trâm với tất cả những gì mình có. Kéo đi! Kéo đi! Kéo đi! Kéo đi! Kéo đi! Kéo đi! Tiến
lực luôn. Nhanh nữa lên, nhanh lên. À, làm được rồi, chúng ta thoát rồi. Hãy vui vẻ lên một chút đi, các xì châm sẽ không còn lâu nữa đâu mà. Ý cậu là cho tới khi chúng ta về nhà? Ý cậu là cho tới khi chúng ta được ngủ sao? Không, ý cậu ấy là cho tới bữa trưa, phải không Tí Mộng Mơ? Ý mình là cho tới khi chúng ta tìm thấy một vùng đất mới, có nhiều thiệt nhiều những điều mà xì châm chúng ta chưa xì châm. Cậu hãy dẹp cái ý tưởng đó đi Tí Mộng Mơ, chúng ta sẽ quay về nhà, có cậu hoặc không có cậu. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nè, có chuyện gì vậy? Chúng ta đang ở đâu vậy? Mình biết rồi, chúng ta đã bị lạc trên biển, cách xa hàng dặm so với đất liền, hàng trăm dặm lận đó. Chắc đây là một vùng đất đã tồn tại rất lâu rồi. Vùng đất sao? Chỉ một bước nhỏ cho xì trâm nữa thôi, một bước nhảy bọt cho xì trâm chúng ta. Quang lộ, quang lộ. Đây không phải là vùng đất, đây là lưới bắt cá. Tuyệt quá, cuối cùng thì mình cũng bắt được một thứ gì đó. Ồ, và nó thiệt là đẹp. Ôi, tạ ơn Chúa, tối nay sẽ là lần đầu tiên trong tuần gia đình mình sẽ được ăn một bữa no bụng với tất cả chỗ cá này. Từ bây giờ mình không phải bán dẫn cưới để đi mua bánh mì nữa. Là cướp biển. Cướp biển là cái gì chứ? Giờ thì biết rồi đó. Đây là một việc làm vô cùng xì trâm mà cậu kéo tụi này vào đó Tí Mộng Mơ. Có thể bọn chúng chưa nhìn thấy mình, bây giờ mình phải trốn đi thôi. Sẵn sàng, bắn đây. Nằm yên ở chỗ ngươi đang nằm đi. Nếu không ngươi sẽ biết lý do tại sao bọn chúng lại gọi ta là thuyền trưởng sĩ giả. Các ngươi lại đây nhìn thử coi chúng ta có gì ở đây nè. Làm ơn đi, tôi còn phải nuôi gia đình của tôi nữa. Đúng là một chuyến đánh bắt tuyệt vời khi chúng ta không phải tốn chút công sức nào, phải không các thuộc hạ? Phải. Còn đây là cái gì hả, tình đánh cá? Đây là nhẫn cưới của tôi. Thiệt là ngọt ngào làm sao. Rất ngọt ngào. Ngươi đừng lo, chúng ta sẽ thay người chăm sóc đặc biệt cho cái nhẫn này, phải không các thuộc hạ của ta? Đúng vậy, chúng ta sẽ chăm sóc cho nó. Ôi trời ơi, chẳng công bằng gì hết à. Ôi, ước gì mình có thể cao lớn hơn một chút, còn mình thì ước gì mình có thể nhỏ đi. Tạm biệt, bạn thân mến, hãy có một chuyến đi về nhà vui vẻ, chúc cho bình an. Chẳng có gì sung sướng và nhàn hạ bằng công việc cướp biển ngày qua ngày hết. Chúng ta sẽ nướng lũ cá này lên để ăn mừng sau khi chúng ta chơi xong. Chơi thôi. Đường thoát ra ở phía trên kìa. Nhưng chúng ta chạy lên đó bằng cách nào đây? Nhanh lên Tí Dụng về, chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Nhanh lên đi Tí Cận. Cái gì vậy? Thoải mái đi thuyền trưởng, có thể đó chỉ là tiếng gió thổi ngoài biển mà thôi. Hôm nay biển không có gió đâu, nghe giống như là ma vậy. Các cậu nghe thấy chưa? Một thuyền trưởng to lớn như ông ta lại sợ ma đó. Mình vừa nghĩ ra một ý tưởng rất xì trâm. Thôi qua đây, ý tưởng của cậu khiến tụi mình bị như vậy nè. Nhưng chắc chắn lần này sẽ thành công. Đi thôi. Tôi dám cá với ngài là ở đây không có con ma nào đâu, thuyền trưởng sĩ giả. Đúng vậy, không có con ma nào ở đây hết. Các người dám nói là không có ma sao? Vậy tiếng đó là cái gì? Chúng ta là bóng ma của những nạn nhân từng bị hại. Chúng ta đã quay lại để an ủi. Ngươi hãy trả lại tất cả những gì ngươi đã cướp được. Chuyện mọi chuyện quá khổ. Người chết không bao giờ nói đùa đâu. Chúng tôi
xin lỗi tôi những bóng ma, xin các người đừng nguyền rủa chúng tôi nghe. Chạy vào lưới nhanh lên. Các người có thể lấy lại tất cả những gì chúng tôi đã lấy, chỉ cần rời khỏi đây thôi. Làm ơn đừng làm chúng tôi bị thương. Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên nghe theo lời mẹ, mãi chưa bao giờ muốn tôi trở thành một tên cướp biển hết. Mình không thể tin vào mắt mình nữa. Vẫn cưới của mình đây rồi, và còn tất cả số vàng bạc châu báu đủ để chăm sóc cho gia đình mình trong suốt phần đời còn lại. Đúng là một phép màu tuyệt vời. Ôi phép màu, ngày may mắn của mình, ngày hôm nay đúng là một ngày may mắn. Chúng ta còn sống đã là một điều kỳ diệu rồi, nhưng mình không cảm ơn cậu đâu Tí Mộng Mơ. Và khi chúng ta quay về, mình nhất định sẽ kể cho ngài Tí Du nghe tất cả những chuyện kinh khủng này. Đây đúng là một chuyến thám hiểm xì châm nhất mà mình từng xì châm. Cậu nói chúng ta sẽ trở thành người hùng mà, nhảm nhí quá. Và chúng ta cũng không giúp đỡ được bất kỳ ai hết, đặc biệt là bản thân chúng ta. Cậu có quân ba nào không Tí Quạo? Mình ghét quân ba. Nè, thuyền trưởng Tí Mộng Mơ, mình ghét nhất là phải phàn nàn nhân chúng ta hết thức ăn rồi. Và chúng ta cũng hết sạch nước uống luôn rồi. Tụi mình đang chết đói. Tụi mình không thể xì trông thêm nữa Tí Mộng Mơ. Là chưa chúng ta bị xì trông thì sao? Ôi bánh quỳ, ôi bánh quỳ, bánh quỳ xì trông của tôi, bánh quỳ ơi. Sau khi trải qua chuyến thám hiểm tồi tệ và kinh khủng nhất cuộc đời, cuối cùng thì mình cũng đã rút ra được một kết luận cực kỳ to lớn, đó là xì trông không thể sống được nếu thiếu nước. Nguồn nước đang cạn kiệt sẽ khiến cho tâm trạng và thể lực của mọi người tệ hơn rất nhiều đó. Mặt khác thì chậu nước mắt lạnh sảng khoái như vậy á, thiệt sự rất là thoải mái á. Hay là mình sẽ thử bắt cái gì đó để ăn. Đúng đó, mình cũng vậy. Hy vọng sẽ bắt được thứ gì đó thiệt là xì chấm. Mình cũng vậy. Các xì chấm ơi, được rồi nè, mình đã bắt được một con rồi. Mình cũng vậy. Chắc là con cá này bự lắm nè. Có khi nó còn bự hơn mình nữa đó. Ê, con cá này bự quá chừng luôn. Nè, chúng ta cùng xì chấm một tay đi. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi. Như mình vẫn thường nói với các cậu, có công bài sắc thì có ngày nên xì chấm. Quên mình lộn, thì sẽ có ngày nên kim. Trời, chúng ta đã nói phải cẩn thận với xì châm đó không phải sao? Bây giờ mình biết ăn cái gì đây? Mình đã đưa mọi thứ mình tìm được cho các cậu ấy ăn hết rồi. Thuyền trưởng Tí Mộng Mơ, rất vui khi gặp cậu ở đây. Tí cô nương và Tí Vua nữa. Xin chào thuyền trưởng Tí Mộng Mơ. Các bạn bè của ta muốn mời con tới ăn tối cùng, con có muốn tham gia hay không? Ăn tối sao? Hãy đợi con với ngài Tí Vua ơi. Đợi con nha. Cậu bị cái gì vậy Tí Mộng Mơ? Cậu đang nói chuyện với ai ở dưới biển vậy? Là Tí Vua và Tí Cô Nương. Cậu không thấy họ sao? Đó chỉ là ảo giác thôi. Nhìn kìa, mình thấy một đảo bánh quy. Không, nó là đá mà. Và nó giống hệt như hình ảnh xì châm mà mình từng thấy trước đây. Không đâu, mình lại thấy nó giống một cái giường lớn hơn đó. Nó nhìn giống như bánh pizza. Đâu có, bánh quy mà. Đó là một cái giường lớn. Đó là một đống bút màu vẽ tuyệt đẹp. Mình ghét ảo giác. Mình đói bụng quá đây. Ngoài cỏ dại ra thì trên đảo này không có gì ăn được hết. Mình xin tuyên bố đây là một bước tiến mới của các sĩ trâm. Ông kìa. Mau lên bè đi, nhanh lên. Đúng là một trải nghiệm nhớ đời. Mình sẽ không bao giờ giới thiệu nơi đáng ghét này cho các bạn của mình đâu. Ôi, các xì trung đáng thương của ta, không biết chúng có bị xì trung gì không. Lẽ ra chúng phải xì trung về từ lâu rồi chứ. Chúng ta phải đi xì trung chúng thôi. Xì trung tàu đi nào. Ngài Tí Vua ơi, nhìn kìa, cuối cùng thì họ cũng quay về rồi. Hoàng hôn.
người bạn thám hiểm của chúng ta đã xì trâm về nhà an toàn. Chào mừng trở về các xì trâm. Đúng rồi. Chào mừng trở về. Các con, hãy xì trâm cho chúng ta nghe về chuyến thám hiểm. Dạ, chẳng có gì. Dạ, các cậu có đem sự ngạc nhiên tuyệt vời nào về cho tụi mình không? Không có. Và chuyến đi này là chuyến thám hiểm thất bại rồi. Con không muốn xì trâm nó lần nữa đâu. Tụi con chỉ toàn tìm thấy rắc rối thôi. Và một vài chết trắng. Và một vài hạt giống cỏ dại. Một sự thất bại nhỏ của tụi con, nhưng lại là một sự thất bại lớn của xì trâm chúng ta. Nhưng những hạt giống mà các xì trâm nghĩ rằng vô dụng đã bắt đầu bám rễ và phát triển thành những cây quả mỏng xì trâm thơm ngon đầu tiên trong khu rừng của chúng ta. Thật là một câu chuyện tuyệt vời. Phải đó, con rất là thích những quả mọng xì châm. Nè, các cậu biết gì không? Lũ ong đã đi rồi. Nhưng chúng vẫn chưa đi xa đâu. Mặt ong. Tiếp cô nương, dù sao thì ý tưởng tuyệt vời của con cũng đã thành công rồi. Dạ phải, ngôi làng của chúng ta thật sự là nơi hạnh phúc. Mình không thể chờ nổi nữa. Hả? Xuất hiện rồi kìa. Chắc chắn là nó rồi. Hả? Xì trâm ơi, xì trâm ơi. Tí vua ơi, tí vua ơi, tí vua à. Tí vua ơi. Người nói đúng. Tí vua không sai một chút nào. Chúng xuất hiện rồi. Đúng như lời người nói. Và con đã nhìn thấy đầu tiên. Tay vua cho con tí mộng mơ. Nhưng con nên đi ngủ đi thôi. Còn tới 3 ngày nữa mới xì trâm lận. Mà ngày mai thì có rất nhiều việc để xì trâm. Ngủ ngon à. Chúc người ngủ ngon tí vua. Lũ xì trâm kìa. Răng mà ta ghét bọn người quá. Trời ơi ta kinh tởm cái lũ xanh lè gớm ghét tụi bay. Cái gì ở đâu khi nào? Xin chào. Cho hỏi có ai ở nhà không? Ai đó. Người muốn cái gì? Trời, còn tới 3 ngày lận. Đúng là quá lâu luôn á. Tới rồi, cuối cùng nó cũng tới nơi rồi. Ta đã phải chờ quá là lâu luôn á. Khu vực này ở xa quá mà. Muốn chuyển hàng tới đây thì phải nói là cực kỳ gian nan. Và tôi mong là ông hãy bỏ qua cho chúng tôi thưa ông. Vậy thì đi về chắc cũng khá xa đó ha. Tốt quá rồi, mèo Ara cuối cùng cũng tới rồi. Ôi không, 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 bé xì trâm. Tốt lắm, nhìn cũng sắp xì trâm như mình rồi. Thôi đừng, 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 đừng mà bé xì trâm, em sẽ bị thương đó. Chỉ còn có 2 ngày và 73 ngôi nhà để trang trí thôi. Bài thơ ca ngợi gì sao? Mỗi 12 năm một lần chúng tới, sao băng sẽ văng ngang lối. Chúng ta sẽ tụ hội nhưng phải đợi, và tất cả chúng ta sẽ sáng ngời. 2 ngày nữa sao băng sẽ tới, dải ngân hà văng văng ngang lối. Chúng ta sẽ tụ hội và vui tuyệt vời, nhưng trước hết phải lo trang trí cho rồi. Tờ giấy hướng dẫn. Nhưng cái gì đấy trời? Toàn là chữ Tây chữ Tàu đâu không à? Vậy là ta phải dịch ra nữa. Sao mà rắc rối quá vậy chú? Tí ghé tay. Tạ ơn xì trâm, cậu đã không quên làm cái chân đầy cho tí vua. Tạ ơn xì trâm, các cậu đã không quên trang trí nhà cửa. Mình ghét trang trí nhà cửa. Bon, Bonte, Malo Dorososa. Rồi, cuối cùng cũng đã dịch xong. Sao hôm nay đã xuất hiện rồi? Thời gian thì ít mà còn nhiều việc phải làm quá trời à. Ogiyama, mèo và Chama, hãy chạm vào quả trứng này để nó bị thối rữa. Ogiyama, Bitepatan Ilama, hãy quyền rửa quả trứng này để nó bị thối rữa. Chỉ còn chờ một ngày nữa thôi. Chỉ một ngày nữa thôi. Đúng là chỉ còn một ngày nữa. Tí Mộng Mơ và Tí Du đã nói rằng mọi thứ phải được sẵn sàng trước khi tụi mình đã biết rồi. Mình biết là mấy cậu biết rồi. Nhưng với vai trò là trợ lý của Tí Vua thì đây là xì trâm kìa. Mấy cậu ơi, nhìn nè. Loại trứng gì mà lạ vậy Tí Cận?
Nó chắc chắn là không phải vậy. Nó có thể là không phải vậy đâu. Dù là cái gì thì mình cũng sẽ tìm ra nó mà. Mình ghét nó. Tí vua sẽ rất bất ngờ khi nhìn thấy cái này, đặc biệt là khi mình nói với người là do mình tìm thấy nó. Chưa được, nhưng sắp tới rồi à. Không tí cận, ta chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như vậy trước đây. Trong suốt cuộc đời chăm sóc chim muông và yêu thương trứng của chúng, ta chưa từng xì trâm quả trứng nào đầy sao như vậy. Những ngôi sao, đúng rồi, đó là nơi mà nó tới đây. Nó tới từ các gì sao, từ vũ trụ xì trâm tới đây đó. Đúng vậy, những gì sao? Phải đó. Sao lại không nghĩ rằng nó là món quà từ ngoài vũ trụ xì trâm chứ? Đừng quá mơ mộng nữa, tí mộng mơ. Nhưng tí vua ơi, đây có thể là dự báo cho một kỷ nguyên mới. Có thể quả trứng này được đặc biệt gửi tới cho chúng ta từ những xì trâm vĩ đại hơn những gì mà chúng ta từng biết. Hôi quá đi à. Mình ghét mùi hôi. Mình ghét bị rượt đuổi. À, nó nở ra rồi. Mi có ngửi thấy mùi gì không mèo Ara? Ôi, mùi hương này làm ta nhớ về tuổi thơ vui vẻ trong nhà bếp mẹ ta biết giường nào. Vậy đi mèo Ara, kế hoạch bắt đầu rồi. Đi nhanh lên mèo Ara. Còn nhiều chuyện để làm lắm. Nhắc cho lên đồ mèo đường biến, lần thấy mùi đó đi. Nhân tiện cho mình hỏi, sao mình lại là người lau mình cho nó chứ? Cần phải có một lý do thật chính đáng khi phân công chuyện đó cho mình. Là gì cậu đã nhìn thấy nó? Cậu có nghĩ làm vậy hiệu quả không hả Tiết Kháo Tài? Trời, với cái mùi này thì chắc là không đâu. Xì Trâm ơi, không hiệu quả rồi, nó còn hôi hơn trước nữa. Kỳ lạ thiệt. Đáng tiếc là cậu nhóc này bốc mùi ghê quá, chứ nó cũng dễ thương đó ha. Được rồi, nhìn anh nè, trước hết là mở miệng ra, và sau đó chỉ cần bỏ miếng bánh vô miệng thôi, đơn giản vô cùng. Nhìn đây. Không hả? Có chắc không? Nhìn đây, anh sẽ làm lại lần nữa. Nên ăn thử đi, bánh ngon lắm đó cưng. Việc tắm rửa cũng không còn ít gì rồi thưa tí vua. Con đã cho cả đống xà bông thơm vô rồi mà cũng như không à. Nó không chịu ăn tí vua ơi, không hề đụng tới miếng bánh nào hết á. Nó còn quá nhỏ để tự lo cho mình thưa tí vua. Nó hôi quá nên làm nho của tí nông dân chua hết luôn. Mẹ thạch xì trong của con cũng cứng hết rồi. Đúng đó tí vua, có đeo mặt nạ cũng như không thôi à. Chúng ta phải làm gì đây tí vua? Được rồi, các xì trâm bé nhỏ, để coi thử ta có thể xì trâm gì không. Mùi hôi càng ngày càng nặng rồi mẹ Ara. Sắp rồi, chúng ta sẽ sớm tới làng của lũ xì trâm đáng thương thôi. Và khi đó chúng ta sẽ Mèo Ara, tới đây đi con mèo ngu ngốc, nghe không? Ta nói tới đây mà, con mèo ngu ngốc này, mày muốn ta tức điên lên phải không? Đây rồi, hy vọng cái này sẽ khử được mùi hôi đó. Hình như là nhiều hương liệu quá rồi, mùi nồng nặc như lũ rồng lửa vậy. Mùi càng ngày càng nồng hơn rồi đó. Xong rồi, hy vọng sẽ có hiệu quả. Thành công rồi, làm được rồi. Mình chỉ toàn là nghe mùi quả mọng xì châm. Mùi đã nặng hơn rồi, cứ đánh hơi tiếp đi mèo Ara, chúng ta tới rất gần rồi. Lão cảm ơn. Phải đi báo liền cho tí vua mới được. Tí vua ơi, một cái mặt nạ rất xì trong đó tí khéo tài. Cảm ơn tí vua, và nó đã hoạt động được. Vấn đề là chỉ có một mặt nạ, còn chúng ta thì cả trăm xì trâm. Cho tới khi ta xì trâm được giải pháp khác thì con hãy xì trâm thêm vài cái đi. Tí vua ơi, tí vua, lão gà mên nên tiến thẳng tới đây kìa tí vua. Lão gà mên thì hắn biết đường chứ hả tí vua. Là con vật này lão gà mên lần theo mùi hương của nó. Tí cận tí dụng về, đem con vật này ra khỏi làng nhanh chân lên đi. Dạ được tí vua. Nhanh lên đi tí cận. Con vật hôi rình đây rồi. Qua đây đi anh bạn nhỏ. Ngoan. Qua đây. Đây, thử xì trung cái này đi. Con cảm ơn tí vua, chắc chắn là nó giúp được rồi. Đảm bảo luôn. Nè cưng,
ăn đi, ngon lắm nè. Thì ra là vậy, Tí Quạo, con chính là người phải xì trung con vật này ra khỏi làng. Con ghét làm việc này, thưa Tí Vua. Ta biết Tí Quạo, nhưng tất cả đều nhờ vào con. Đây Tí Quạo, cậu thử đeo cái này đi, nó sẽ giúp nhiều lắm đó. Một chút chút thôi. Ta phải tranh thủ để giúp Tí Quạo, lão Gà Mên không thể bắt thằng bé được. Mùi, mùi hương, mùi vị, bốc mùi, mùi hôi hơn, mùi hôi nhất, mùi hôi thối, không, nó phải ở đâu đây thôi. Hướng này là mèo ra. Chúng ta gần tới rồi mèo ra. Ta có thể ngửi thấy mà. Đó, bên này nè, hướng này nè, hướng này. Steve, 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 ở khu Trung Á, đúng là nó rồi. Ôi sĩ Trâm ơi, chắc Tí Quạo và con vật đó sắp bị đuổi kịp rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Tí nhạc sĩ thổi kèn hiệu đi. Dạ, thưa Tí Vua. Chúng ta phải quay lại làng thôi. Đường này nè mèo ra, mùi đó nồng nặc lắm rồi. Mà không, ở bên này mới đúng nè. Nhanh lên đi, không còn xa đâu. Chắc chắn ngôi làng đang ở rất gần đây. Đi thôi mèo Ara, nhanh lên. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Mình ghét chạy. Nó sẽ cô đơn và đói mà chết nếu ở lại đây các sĩ trung của ta. Và ta chắc chắn là nó sẽ vui hơn với đồng loại của mình. Con sĩ trung tốt lắm Tí Quạo. Ông nên đi liền thôi sứ giả. Còn một quãng đường rất 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 dài phải bay. Mình ghét tạm biệt. Sắp tới rồi mèo Ara, gần lắm rồi. Và nếu mi ngoan ngoãn, ta sẽ thưởng cho mi vài đứa. Chuột đáp vào lòng mà cũng không bắt được. Mi đúng là đồ mèo hôi hám. Chúng ta đã đi mấy dặm trước khi mi làm mất dấu chúng. Còn ta thì chưa mất một chút nào. Nó ám khắp người ta rồi. Đâu đâu cũng bốc lên cái mùi. Trời ơi, gớm quá đi. Thắp đèn đi Tí Mộng Mơ. Được rồi, giờ tới lượt cậu ước đó Tí Quạo. Mình ghét ước nguyện. Tới lượt của cậu rồi mà Tí Quạo. Mình ước anh bạn nhỏ bốc mùi đó đã tới nơi an toàn. Ta chắc là vậy mà Tí Quạo. Con cứ yên tâm đi. Hai sáu móng chân của dơi, 39 nụ hoa bồ công anh, rồi thêm 17 hạt mụn cóc lợn, một chút gỗ phỉ phù thủy. Làm ơn cẩn thận một chút đi Tí Cận. Đây là công thức quan trọng nhất mà ta từng xì trâm đó nha. Thiệt hả Tí Vua? Nó là cái gì vậy? Ta đang chế tạo một loại thuốc vô hình. Với đó chúng ta có thể đánh lừa lão Gà Mên mãi mãi. Thật không may là để công thức này được thực hiện một cách hoàn hảo nhất thì cần phải có một sự tính toán tỉ mỉ, thời gian vừa đủ và chính xác. Con chỉ cần cẩn thận hơn với gỗ phỉ phù thủy là được rồi Tí Cận à. Con luôn cảm thấy rằng bài học quý nhất vẫn là từ thử nghiệm và sai lầm. Có đúng như vậy không ngài Tí Vua? Sai lầm chính là thứ khiến ta cảm thấy phiền lòng. 2-6 móng chân của dơi, 3-9 nụ hoa bồ công anh, thêm vào 17 hạt mụn cóc lợn, và thêm một chút xíu gỗ phỉ phù thủy nữa. Có chân. Tí Dụng về. Tí Dụng về, nói gì đi, cậu có sao không? Mình chỉ hơi chóng mặt một chút thôi Tí Cận. Cậu ấy không sao đâu, nhưng ghi chú của ta thì hoàn toàn biến mất. Trí nhớ của ta cũng không còn như xưa nữa. Ngay cả thành phần cơ bản nhất mà cũng thể nào xì trung ra được. Con nhớ đó Tí Vua ơi. Còn nhớ hả? Công thức để chế tạo thuốc tàng hình là 2,6 móng chân dơi, 3,9 nụ hoa bồ công anh, và thêm 17 hạt mụn cóc lợn, rồi chút gỗ phỉ phù thủy nữa. Là thêm vào một chút gỗ phỉ phù thủy, nhưng mà gần đúng hết. Sao rồi cậu đó. Sao cậu có thể xì trâm hết vậy? Có vẻ như vụ nổ kia đã xì trâm tới trí nhớ của Tí Dụng về rồi. Nếu đúng là như vậy thì ta vẫn có thể xì trâm chế lại thuốc tàng hình.
Hay lắm ngài Tí Vua, nhưng nếu ngài hỏi con thì con nghĩ là chúng ta đang đánh cược vào trí nhớ của Tí Dụng về không đó. Không sao đâu Tí Cận, ta sẽ bào chế. Nhưng mà thưa Tí Vua, nếu như ta đúng thì trí nhớ của Tí Dụng về kể từ nay trở đi sẽ giúp mọi người ở đây trở nên xì trâm hực. Là mật đường Ara à, đó là thành phần chính trong 7 đường mật của ta. Và cuối cùng thì ta cũng đã tìm ra cách khôn ngoan hơn bọn xì trung xanh lè tí hòn đó. Những gì ta cần là một vài tên xì trung nằm dưới đó. Mật đường không chỉ giúp bọn chúng dính chặt vào mà còn làm chúng ngon hơn nữa. Nào, chúng ta thành công rồi. Con phải công nhận rằng khả năng tính toán và trí nhớ siêu phàm của Tí Dụng về đúng là một chuyện hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của con luôn đó. Tí Vua đâu rồi? Ta ở ngay đây nè các sĩ trùm. Vậy là công thức của ta có hiệu quả rồi. Tí Cận ơi, ngài Tí Vua có thể tàng hình kìa. Chuyện đó mình biết mà. Nếu suy luận của ta đúng thì nghĩa là Tí Dụng về sẽ có khả năng nhớ hết tất cả các thông tin sĩ trung quan trọng. Như vậy thì thông tin sẽ không bao giờ bị biến mất và sẽ luôn luôn có sẵn bất cứ khi nào ta cần sĩ trung nó. Chúng ta sẽ bắt đầu với các công thức quan trọng nhất. Ta sẽ đọc nó và lưu vào trí nhớ siêu phàm của con. Tí Vua ơi, ngài không còn tàng hình nữa rồi. Thuốc chỉ có tác dụng một thời gian ngắn thôi, nhưng với khả năng mới của con thì ta có thể bào chế lại bất cứ lúc nào ta muốn. Nào, hãy bắt đầu với công thức cơ bản nhất đi. Mọi thứ sẵn sàng rồi Ara. Khi nào chúng tới, chúng ta chỉ cần kéo dây một cái và âm, mấy tên xì trung đó sẽ là của ta. Cái tù và này á sẽ giúp ta biết khi nào chúng tới. Nghe đây, nghe đây, tất cả xì trung làm ơn hãy mau tập trung lại và tới hội trường để nghe Tí Vua thông báo. Các tí thân yêu của ta, công thức tàng hình mà ta đã nghiên cứu cuối cùng đã thành công rồi. Tuy nhiên cần phải nói là ta không thể xì trâm được gì nếu không có trợ lý đáng khâm phục của ta. Mọi người sẽ tán thưởng khi biết rõ người được tuyên dương là ai. Như mình vẫn thường nói, đám đông luôn muốn một bài phát biểu. Người đó chính là Tí Dụng về đây. Mình xin chào các cậu. Vụ nổ xảy ra trong phòng thí nghiệm của ta đã cho Tí Dụng về một trí nhớ tuyệt vời. Mình sẽ không bao giờ quên. Khả năng mới của Tí Dụng về sẽ giúp chúng ta. Cậu ấy đã nhớ tất cả các công thức chế tạo thuốc của ta, kể cả công thức chế tạo ra thuốc tàng hình. Cậu ấy có thể giúp các tí như vậy. Tí khéo tài, Tí Dụng về có thể nhớ tất cả bản vẽ nhà con. Có vẻ như đó là một ý tưởng rất tuyệt xì châm. Tí nông dân, hãy để cho Tí Dụng về chịu trách nhiệm nhớ lịch trồng trọt cho con. Đó vẫn luôn là nỗi lo âu của con. Theo dõi tất cả bụi cây thật sự rất mệt. Còn Tí thi sĩ, cậu ấy sẽ nhớ tất cả bài thơ của con. Và cậu ấy có thể truyền lại cho đời sau. Tí tham ăn, cho cậu ấy nhớ công thức làm bánh. Bánh nướng, bánh kem, tất cả bánh của con luôn. Tí cô nương, hãy để Tí Dụng về giúp cho con phân loại hoa nha. Như vậy, con sẽ làm xong chỉ trong vài giờ. Là Tí Trâm ơi, thích qua đi. Tí nhớ ta không xài chút gì. Mãi khắc ghi trong tim bao điều. Chẳng có nhau yêu thương nhau nhiều. Làm Tí Trâm ơi, sướng đi tao. Tí nhớ ta không xài chút nào. Cứ thế vui chơi không lo phiền. Làm Tí Trâm ta vui lắm. Thật là tuyệt vời xì trung ơi. Xì trung có trí nhớ siêu. Thế ta làm gì vậy trời? Hát hò sao? Chỉ vì có thể là lũ xì trung tí hò vui vẻ đáng ghét đó mà thôi. Tốt lắm, ngưng rồi. Bọn chúng làm ta gần như phát ói. Ít ra ta cũng biết là chúng đang ở đây. Ra sớm muộn gì thì lũ xì trung xanh lè đó cũng sẽ tự giác sát tới chỗ chúng ta mà thôi. Và khi ta bắt được bọn chúng vào 7 đường mật, chúng sẽ có dịp hát trong bữa ăn của ta. Và rồi tất cả xì trâm sẽ xì trâm một ngày mới. Tương lai của chúng ta ôi sao thật tuyệt vời. Và rồi tất cả xì trâm sẽ xì trâm một ngày mới. Tương lai của chúng ta ôi sao thật tuyệt vời. Tí thi sĩ à, bài thơ hay quá. Nó có nghĩa là gì ạ? Ý nghĩa của nó hả? Cậu không cần biết đâu. Việc của cậu chỉ là nhớ nó thôi. Phải. Mém nữa là mình quên rồi. Một cốc bột kem ngũ cốc và hai quả trứng tươi của Robin. Một cốc bột kem ngũ cốc và hai quả trứng tươi của Robin. Tốt, vậy là cậu nhớ hết rồi đó. Nhớ tất cả từ bánh bao táo cho tới bánh bao dưa chuột. Thủy tiên nè, hoa cúc, bồ công anh, kim tiền thảo. Chúng ta nghỉ ngơi một chút có được không tí cô nương? Được chứ, các
chuyện gì vậy Tí Dụng Dê? Đầu mình sắp xì chum mất rồi. Làm một nhà thông thái không vui một chút nào. Nhưng hãy nghĩ tới những việc cậu có thể giúp đỡ mọi người. Cậu đã nhớ gần hết những thứ quan trọng của các xì trâm và công thức của tiếng vua, kể cả công thức chế tạo ra thuốc tàng hình nữa. Công thức chế tạo thuốc tàng hình sao? Ngươi có nghe không Ara? Công thức chế tạo thuốc tàng hình đó sẽ giúp cho bảy đường mặt của ta có được hiệu quả gấp cậu đôi. Cậu đã trở thành một xì trâm rất quan trọng đã Tiếng Dụng Về. Nhưng nếu như cậu không vui thì có phải ngươi nhớ công thức chế tạo thuốc tàng hình của Tí Vua đúng không? Được, ta có rất nhiều cách để làm cho xì trung phải mở miệng. Tí Vua ơi, Tí Vua ơi. Chà, vậy là ta đã thành công rồi. Ta phải đi xì trung Tí Dụng Về về giúp ta xì trung. Tí Vua ơi, con đã chạy đi tìm ngài khắp nơi. Lão Gầm Mên đã bắt Tí Cô Nương và Tí Dụng Về rồi. Cái gì? Lão ta đã biết Tí Dụng Về có công thức chế tạo ra thuốc tàng hình. Nếu lão Gầm Mên có được công thức thuốc tàng hình, chúng ta sẽ không bao giờ thấy hắn tới. Tí Đồ, Tí Đồng Dân. Nào, đã tới lúc để mấy tên xì trung này hót như một con chim hoàng yến. Không bộ não nào có thể chống lại công thức nói ra sự thật của ta. Ta gọi nó là tấm lãm nhảm. Tấm lãm nhảm sao? Đừng nói gì với lão ta hết Tí Dụng Về. Được rồi, tên xì trung Tí Hon Xanh kia, bắt đầu lãm nhảm đi. Tôi đã được sinh ra vào đầu thế kỷ. Phải nghe cái tên xì trung này kể lại từ đầu sao? Sau đó tôi lại nhớ tới lúc lão Gà Mên có biến Tí Vua của chúng tôi thành một con cóc. Và tên Gà Mên già ngốc nghếch đó đã bị nổi mụn cóc cả tháng. Qua dùng cái đi, qua dùng cái đi. Ước gì có nguyên ngọn núi đè lên ông tên phù thủy xấu xa. Một khi ta có được công thức chế tạo thuốc tàng hình, ta sẽ ăn mừng bằng món bánh mì nướng kẹp Tí Cô Nương. Còn bao xa nữa vậy Tí Vua? Để dành hơi đi, nếu chúng ta tới trễ, lão Gà Mên sẽ có được công thức chế tạo ra thuốc tàng hình mà hắn đã tốn công tìm kiếm bấy lâu nay. Đây là công thức chế tạo thuốc tàng hình. 2,6 móng chân của dơi, 3,9 nụ hoa mồ công anh, rồi thêm 17 hạt mụn cóc lợn và một chút gỗ phỉ phù thủy. Các Tí của ta, lão có được công thức rồi. Vậy chúng ta phải xì trâm gì đây? Chỉ còn 4 giọt thôi. Đây là cơ hội duy nhất. Nào, chúng ta sẽ làm như vậy. Cái này đúng là một thứ ma thuật tuyệt vời, có thể biến một người trở nên tàn hình. Để ta có thể trở thành một phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngươi cần im cái miệng mình lại đi. Không sao đâu Tí Cô Nương, mình giữ được mà. Đừng lo Tí Dụng Về, bản thân của cậu sẽ không để cậu chịu thiệt thòi đâu. Cái con mèo khờ khạo kia, giờ Tí Cô Nương sao cái ghế này có thể di chuyển được? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy chứ? Tí tận hết tàn hình rồi. Hẹn gặp lại lão Gà Mên. Được, các ngươi cứ chạy trốn đi. Không sao đâu bọn lùng Tí Hon Xanh lè kia. Các ngươi quên là ta đã có công thức chế tạo ra thuốc tàn hình sao? Xì trâm, ta phải công nhận là thuốc tàn hình có hiệu quả thật là xì trâm. Chúng ta nên quay về làng để Tí Dụng Về có thể giúp xì trâm thêm một ít nữa. Công thức vậy chứ? Thì cái công thức trong trí nhớ siêu phàm của cậu chứ gì nữa. Là trí nhớ vậy? Ta nghĩ là thứ thuốc tấm lãm nhảm đã xì trâm cho trí nhớ siêu phàm của Tí Dụng Về biến mất rồi. Thôi không, giờ thì lão Gà Mên đã có công thức tàn hình rồi. Không hẳn vậy đâu các Tí của ta. Bởi vì trong lúc chúng ta tàn hình, ta đã lén viết lại công thức tàn hình cho lão Gà Mên là một đống gỗ phỉ phù thủy. Công thức chế tạo thuốc tàng hình là 2,6 móng chân của dơi, 3,9 nụ hoa bồ công anh, rồi thêm 17 hạt mụn cóc lợn. Ôi cha cha, cuối cùng ông cũng chịu đưa mấy xì trùm nhỏ này tới thăm tôi rồi hả Tí Vua? Đúng là một đứa bé dễ thương. Cảm ơn ông Omnibus. Mời vào các bạn xì trâm nhỏ. Tôi đã chuẩn bị một bữa ngon lành để mừng dịp đặc biệt này rồi. Ngài Omnibus, rất vui khi gặp chúng ta hả Tí Vua?
Tí nồng dần à, ta đoán là Omnibus cảm thấy hơi cô đơn khi chỉ sống một mình ở đây. Con không bao giờ cô đơn, vì con luôn có mình. Xì Trâm, các bạn thật may mắn vì luôn luôn được đồng hành với nhau. Công nhận, các bạn thật sự may mắn đó. Ta không biết phải làm gì nữa, Mapai ơi. Giờ chú Sherlock đã bị ngồi tù nên ta không chắc chúng ta có tự lo liệu được không? Không lẽ ăn trộm nữa? Nè nhóc, ta đã nói rồi mà, nhà tù không thể giữ chân ta được lâu đâu. Sherlock, Sherlock, chú trốn thoát được rồi hả? Đừng có lù bù nữa nhóc con à, còn nhiều chuyện để làm lắm, chúng ta phải rời khỏi vương quốc này. Nhưng trước hết cũng cần có chút ít để dặn túi mới được. Giờ ta có việc cho mi rồi đó nhóc móc túi. Trong thị trấn ai cũng biết mặt ta hết, còn mi không ai biết hết. Đã tới lúc sử dụng những kỹ xảo tuyệt vời ta dạy cho mi. Mi sẽ phải đi móc vài cái túi cho xe lóc và cõi này. Sáng sớm mai tiến hành liền hay không? Mong là ông đã có một bữa tối ngon miệng tí vua. Bữa ăn rất tuyệt vời ông bạn Omnibus của tôi. Đúng vậy, ngon ơi là ngon. Tôi đã chuẩn bị một chỗ ngủ kế bên lò sưởi. Và tôi có một bất ngờ đặc biệt dành cho tất cả các bạn Xì Trâm vào sáng mai. Là gì vậy ngày Omnibus? Ngài làm cho cháu tò mò quá. Ngày mai tôi sẽ đưa mọi người vào thị trấn. Vào thị trấn sao? Ý ngài là làng của con người hả? Một ý kiến tuyệt vời. Cháu nóng lòng quá rồi đây. Tôi không biết nữa Omnibus. Tôi luôn dạy các Xì Trâm phải tránh xa làng của con người ra. Tinh thần phiêu lưu mạo hiểm của ông đâu rồi tí vua? Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị cho tụi nhỏ. Đồng ý đi tí vua. Ngài cho phép nha tí vua. Thôi được rồi các Xì Trâm bé nhỏ của ta, nhưng ta nhấn mạnh là các con phải thật cẩn thận. Làng của con người có thể có nhiều nguy hiểm đó. Nhớ rõ chưa các Xì Trâm? Vừa đây, ai vừa ngon bỏ rẻ không? Mời ghé vô đi, vừa tôi ngon số 1 đây. Dây đá, vòng ngọc trai, lắc tai, bông tai, trang sức đẹp cao cấp. Có vẻ chợ hôm nay sẽ đông đúc đó móc túi à. Cháu không biết nữa chú xét lốt, lỡ cháu bị bắt thì sao? Nghe nè nhóc con, ta đã bỏ công ra dạy dỗ mi, giờ là lúc để trả ơn cho ta đó. Dạ chú xét lốt, chú nói gì cháu cũng nghe. Có một cái túi ngoài kia đang chờ mi ra tay rồi kìa. Dạ, tới nơi rồi các bạn nhỏ của ta. Đây là phiên chợ của con người, ai cần gì thì cứ tới đây mua là có. Mời ghé mua trang sức đi, ngọc trai, cộng thơ. Ôi, Xì Trâm ơi, dây chuyền, nhẫn, bông tai, muốn gì cũng có. Mình sẵn sàng bỏ hết thời gian để thử hết mấy cái đó. Nếu con muốn hỏi ý ta thì chúng không Xì Trâm chút nào hết. Có ai đó đang tới kìa. Dạ, trả lại cho ta. Có cướp, có cướp. Ở đâu vậy, mình mất kìa. Bên này là nhóc con, để coi mi kiếm được cái gì. Không uổng công ta dạy dỗ cho mi. Chúng ta sẽ cùng nhau trốn đi thật xa. Ta biết ngay là ngươi sẽ thực hiện phi vụ cuối cùng trước khi rời khỏi vương quốc mà sen lo. Giờ ta rất vui được tuyên bố ngươi sẽ không cần đi đâu khỏi vương quốc này trong một thời gian rất dài. Tất nhiên là tên đồng bọn nhỏ của ngươi cũng vậy. Các ngươi sẽ bị giam giữ trong nhà tù của vương quốc. Xin thưa hỏi thưa quan tòa, ngài có tìm lại được cái túi của tôi không? Omnibus, vậy là thằng nhóc này cướp túi của ông hả? Ta bảo đảm mọi thứ vẫn còn nguyên đó thôi ông bạn già. Để tôi coi. À phải, cảm ơn ngài, mọi thứ đều ở đây rồi. Ta bảo đảm công lý sẽ được thực thi Omnibus. Thằng nhóc này sẽ được trưởng thành từng ngày trong tù luôn. Xin ngài thưa quan tòa, cháu không muốn làm vậy đâu. Cháu chỉ làm theo lời chú Sherlock thôi. Im đi, cái thằng nhãi nhép vô tích sự. Im lặng, nghe không? Thưa quan tòa, sao ngài không cho thằng bé một cơ hội để sửa đổi? Tôi chắc chắn nếu được dạy dỗ đàng hoàng thì... Dạy dỗ hả? Đàng hoàng sao chứ? Ôi Omnibus, bản chất của nó là xấu xa vậy rồi. Điều duy nhất có thể dạy dỗ nó là bánh mì thiêu, nước, chuột và xiên xích thôi. Vậy túi của tôi đã được trả lại và tôi không muốn truy cứu trách nhiệm một ai hết. Nhưng mà nó có tội Omnibus à. Dù là vậy, nhưng tôi hiểu rõ luật mà. Tôi không muốn truy cứu thằng bé nữa. Vậy ông nói ta nên làm gì với nó đây? À, tôi sẽ nhận nuôi thằng bé. Có lẽ tôi sẽ hướng nó theo một con đường đúng đắn và giúp nó trở thành một chàng trai tốt biết tôn trọng pháp luật. Thôi được rồi, ta thua ông rồi đó Omnibus. Ông có thể giữ nó, nhưng ông phải nhớ là chỉ cần nó phạm tội một lần nữa, chỉ một lần thôi, thì ta sẽ tống nó vô tù đó. Đưa hắn về ngục giam. Không nhà tù nào có thể giữ được ta đâu. Thằng bé vẫn đang ngủ ngon lành. Chúng tôi nên về trước khi nó thấy chúng tôi. Vài ngày nữa chúng tôi sẽ Xì Trâm trở lại để coi thằng bé tiến bộ ra sao. Tốt lắm, tạm biệt bạn của tôi. Tạm biệt ngài, hẹn gặp lại. Sạch sẽ là bước đầu tiên để trở thành người tốt, người tốt. Hay quá ông Omnibus ơi, cá cắn câu rồi nè. Nghỉ sớm đi móc túi, sáng ngày mai cháu sẽ tới trường học.
đi học sao? Ghê quá. Ngoan đi, giờ cháu phải học đọc, viết và đếm số chứ. Nhưng sao ông không dạy cháu mọi thứ luôn? Ta không thể biết hết mọi thứ, cháu cần được học bài bản mới đúng. Nghe nè, ta nghĩ kỹ rồi, cháu cũng nên có một cái tên thật đàng hoàng nữa. Móc túi không phải là cái tên hay đâu. Một cái tên mới sao? Đúng, cái tên mới để xóa hết mọi quá khứ đã qua của cháu. Để ta coi. Justin nha. Justin? Dạ. Justin, cháu rất thích cái tên đó. Ông Honeybus ơi, Justin, Justin. Ngủ ngon nha. À, vậy là mọi chuyện với thằng bé đều tiến triển suôn sẻ, phải không? Justin đúng là một đứa trẻ ngoan. Giờ này trường học đã tan, đáng lẽ nó phải về tới nhà rồi chứ. Tí Du à, tôi muốn xin ông một lời khuyên được không? Thật sao? Ông có vấn đề gì vậy? Về sức mạnh phép thuật của tôi. Cho tới giờ tôi vẫn giấu thằng bé về phép thuật của mình. Tôi không muốn thằng bé biết tôi thì là khác hơn. Khác hơn? Ông muốn khác cái gì chứ? Thì khác hơn là một người ông nuôi. Tôi xì trâm rồi. Ông bạn à, tôi tin là ông sẽ chọn được thời điểm thích hợp. Một ngày nào đó thằng bé sẽ nối nghiệp ông thôi. Được vậy thì còn gì bằng nữa. Chiếu tướng, ông bạn già. Ông Honeybus ơi, cháu về rồi. Ông nói đúng, đi học vui ơi là vui luôn. Thấy chưa, ta nói rồi mà. Cháu làm quen được nhiều bạn mới lắm. Cô giáo cháu thì nhỏ nhắn và vui tính. Cô còn thông minh nữa, nhưng không giỏi hơn ông của cháu đâu. Thật tuyệt vời, thằng bé đang thay đổi rất tốt. Giờ thì cháu hãy vô phòng tắm rửa chuẩn bị ăn tối. Dạ được. Thằng bé đúng là rất ngoan ngoãn. Tôi nên về trước khi nó nhìn thấy tôi. Nhưng đất nhà vua, hãy mở cửa ra mau. Thấy chưa ông Honeybus, ta đã nói thằng nhóc này không có thuốc chữa rồi mà. Thưa quan tòa, ý ông muốn nói gì? Nó đã lấy cắp vòng tay của cô giáo ngay ngày đầu tiên đi học đó thưa ông à. Đúng, nó lại ăn cắp. Nhưng cháu không có ăn cắp gì hết. Bắt lấy nó, bà Liv. Chắc chắn là phải có lời giải thích nào đó chứ. Nó là một tên trộm Honeybus, ngắn gọn và đơn giản. Ngắn gọn và đơn giản, ông không thể bảo vệ nó nữa. Ôi xì trùm ơi, người của bạn rồi nè sánh lắm. Hai người cứ từ từ mà tận hưởng đi. Các ngươi cũng còn nhiều thời gian lắm đó. Có chuyện gì vậy nhóc? Họ nói là cháu lấy trộm vòng tay của cô giáo ở trường học. Nhóc con, mày phải biết cách không để lại dấu vết chứ. Nhưng cháu xét lóc, cháu đâu có làm chuyện đó. Ta thích nhìn những cảnh đoàn tụ lắm. Thật ra thì mày tới đây cũng đúng lúc lắm. Trời sáng thì chúng ta cũng kịp trốn thoát rồi. Nhưng chúng ta cần làm một chuyện trước đã. Coi nè. Đi bộ như vậy thoải mái ghê tí vua. Cái này không phải đi mà là chạy. Thật khó cho một xì trung để đi bộ chung với một con người. Đúng là như vậy. Ôi, tôi xin lỗi tí vua, tôi quên mất chuyện đó. Ông cứ việc ngồi trên vai tôi trên quãng đường còn lại đi. Honeybus, khoan đã. Cái gì đây? Để tôi kiểm tra thử. Đâu, có vẻ đây là một kho báu. Cái này là nhẫn tốt nghiệp từ trường phù thủy của tôi đây mà. Rồi cái mề đai vàng ông tặng tôi nhân dịp sinh nhật nữa. Vòng tay của cô giáo cũng có ở đây nè. Chúng đều được giấu ở trong này. Phải, đúng là một chỗ hoàn hảo cho kẻ trộm đang sống trong nhà tôi giấu đồ ăn cắp. Chúng mà sẽ giúp ta bắt đầu lại. Là ai đó? Thằng nhóc này, mày nói là ông già này không có gì đáng giá để trộm hả? Mày không nên qua mặt ta, hiểu chưa? Tính hưởng hết một mình hả? Cháu không trộm những thứ đó. Và nếu chú không để trong Honeybus yên thì cháu sẽ... Mày đang hâm dọa ta hả nhóc con? Cho mi. Có chuyện gì vậy? Ơi ông Honeybus, được về nhà thật tốt quá. Sao mấy sợi xích làm được vậy chứ? Cháu không thể nào hiểu nổi. Đó là một bí mật thú vị. Một ngày nào đó ta sẽ giải thích cho cháu biết rõ hơn. Nó đây rồi. Tốt lắm Honeybus, ông bắt được bọn chúng rồi. Còn rất nhiều phòng giam trong đang chờ ngươi đó thằng nhóc hư hỏng mà. Ông Honeybus ơi, ông giúp cháu với. Đừng Honeybus, dừng lại. Ông không thể dùng phép thuật của mình để chống lại pháp luật được. Tôi có một kế hoạch để chứng minh thằng bé vô tội. Ta chỉ đồng ý đề nghị ngớ ngẩn này là vì tình bạn lâu năm của chúng ta Honeybus à. Và cũng vì tên trộm ma mạnh Sherlock đó đang được trợ lý ba Liv của ta canh giữ rất cẩn thận ở trong tù. Nên ta tin là nhẫn của ta sẽ được an toàn. Đi thôi, chúng ta sẽ trốn trong phòng thằng bé. Ta phải thú thật với ông là chuyện này quá vô bổ. Rồi chúng ta sẽ biết mà. Có tiếng gì vậy? Shh, im lặng đi. Vậy là thủ phạm Magpie.
Bà Liv, bà Liv, bắt con chim đó là ai? Rõ ràng là thằng bé không có tội. Ôi, cảm ơn ông Honeybus, cảm ơn ông. Giờ chúng ta có thể bắt đầu lại rồi, Justin. Và cháu sẽ phải dạy cho Magpie biết cách sống sao cho tốt đó. Cháu biết rồi, ông Honeybus. Ông đã dạy cho cháu rất tốt mà. Nhưng cháu có một câu hỏi. Chuyện gì vậy cháu của ta? Cái gì làm cho cây đèn sáng lên vậy ông? Đó là một bí mật khác ta sẽ chia sẻ cho cháu một ngày nào đó, Justin. Giờ cháu hãy đi ngủ đi cháu trai. Chúng ta sẽ có một ngày trọng đại vào ngày mai. À, thật mừng khi thấy Honeybus vui vẻ. Thằng bé sẽ giúp ông ấy hạnh phúc. Chuyện này làm cho ta nhớ các sĩ trung nhỏ của ta quá. Nó kìa bà Liv, ở bên đó kìa, đuổi theo mau. Yeah. Con người lúc nào cũng sĩ trung thiệt kỳ lạ.